Chào thầy, chào cô, với cả chào các bác, chào các bạn. Hôm nay sẽ trình bày về cái nội dung sản phẩm mà em đã làm được trong thời gian vừa rồi ạ. Thì cũng như nhóm của bạn Minh vừa trình bày thì bọn em làm cũng bọn em cũng làm thêm nền tảng HTML, CSS với cả thêm một số bootstrap, và đây giao diện này là do em làm hết ạ. Em tham khảo trên WKTreeSchool của thầy, em cũng chỉ tham khảo đấy, còn em không copy một code nào nữa đâu. Thì nên là mất khá là nhiều thời gian để làm cái giao diện màu mè này. Đây đối với em là khá là mè, bỏ công ra rất nhiều. Vâng, còn đây đi em sẽ sâu vào. Đầu tiên là về danh mục hãng thì em ở đây thì cái sản phẩm của em sẽ người dùng đến mua thì em sẽ phân theo từng sản phẩm của hãng, xong rồi vào từng hay vào một cái sản phẩm loại sản phẩm chi tiết thì em đã sắp xếp ra. Đây là những sản phẩm iPhone mà em đang có trên giao diện. Còn nếu mà mọi người muốn xem tất cả sản phẩm thì nó có thì mọi người hãy nhìn vào sản phẩm ở trên góc cạnh cái chữ Green Smart này. Đấy là sản phẩm, tức là sản phẩm của em. Do chưa có thời gian thì em vẫn chưa thêm được những ảnh chi tiết của sản phẩm đó. Thì một người dùng muốn mua hàng thì theo quy tắc của trang web của em là bắt buộc phải đăng ký, đăng nhập để tiện lấy thông tin người dùng nó cho dễ. Thì chẳng hạn anh muốn anh quay lại đi. Nếu mà đang nhìn thêm vào giỏi, nếu mà muốn mua một đơn hàng thì trang web nó sẽ tự chuyển sang phần đăng nhập đăng ký của người dùng. Thì anh đăng nhập từ chữ Thiên, password là 123. Đó, thì nó sẽ tự báo lỗi, mà không có tài khoản thì có thể đăng ký được. Anh thử tạo tạm một tài khoản đi, hay là người dùng anh tạo một tài khoản thôi để cho. Đó, thì đây là cái phần đăng ký của em, là em sử dụng pop-up của Java, của jQuery với cả Bootstrap ạ. Thì giao diện đây là Bootstrap, còn jQuery pop-up nếu mà chẳng hạn nếu mà em đánh sai thiếu tên hoặc là sai mật khẩu không trùng hoặc số điện thoại không phù hợp dưới 11 ký tức là 11 số thì nó sẽ tự báo lỗi và nó sẽ không gửi đến tầng Serverless rồi ạ. Nếu mà anh cứ skip vào đỡ phải mất thời gian đăng ký theo số anh bạn nhập lại là Kiên 123. Ok, thì anh bấm bao nhiêu người dùng em muốn mua sản phẩm. Đấy, thì em nếu mà muốn mua sản phẩm thì em sẽ thêm vào giỏ, thì cái giỏ hàng này sẽ cực đăng nhập vào đây là mình đã trong dòng hàng của em đã có một cái sản phẩm, và muốn thanh toán thì em sẽ nhấn vào phần check out ở dưới. Vâng, thì đến đây thì nếu mà muốn tăng số lượng hay là chuyển phương thức thanh toán thì sau đó nó sẽ gửi cái đơn hàng này cho phía admin và admin sẽ confirm lại dòng hàng giống như bản link vừa rồi. Thì check out thì bên em đi sẽ nhận được cái đơn hàng vừa rồi của em. À còn về cái phần cơ sở dữ liệu ạ, nếu mà chẳng hạn em muốn xóa một sản phẩm mà sản phẩm đến người dùng đã mua thì em đã có cái cơ sở dữ liệu, cái quan hệ khi ở trong database ạ. Nếu mà muốn xóa cái sản phẩm đấy thì nó sẽ không xóa được ạ, bởi vì nó đã liên kết với cả một cái key của một người dùng, của một order rồi ạ. Thế là nó không thể xóa được. Thì em vào cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở dữ liệu của em. Thì bên em, phần của em thì tạm thời cái demo em coi đi, tức là người ship hàng. Đây là chính thức website bán hàng online ấy. Thế là sau khi người dùng nếu mà
họ mà đã confirm một sản phẩm và người FB đấy đã đồng ý chấp nhận cái đơn hàng đấy, thì mình sẽ gửi, FB đấy sẽ gửi cho một người ship hàng employee ạ. Thì ở đây là cái bảng này em sẽ dự kiến là sẽ cho thêm vào một người nhân viên để ship hàng, chứa những thông tin người nhân viên ship hàng. Nếu mà có sản phẩm nào đó thì họ sẽ nhận sản phẩm đấy ra rồi họ để đi ship ạ. Còn tiếp theo là phần trước mắt là đây là đây còn đi anh vào website thì ở dưới này là những sản phẩm nổi bật của em. Thì trong cái trường product em có thêm một cái trường trong cái bảng product thì em có thêm một trường nữa là nếu mà sản phẩm đó mà nổi bật nhiều người đánh giá thì em để nó là true là một thì nó sẽ hiện ra tất cả chỗ này. Còn nếu mà em đi cũng có thể dùng câu lệnh để bỏ cái sản phẩm đó đi và thay thế các sản phẩm khác thì theo dữ liệu anh thử nhấn vào một sản phẩm. Đây là một chi tiết sản phẩm của em ạ. Những phần bên này đã thể hiện một sản phẩm liên quan, nó có cùng tên với cả cùng hãng kiểu Samsung thì em sẽ hiện lên nó ở bên ngoài đây mà bên này sản phẩm mình vậy. Thì ở dưới là cái phần comment em chưa cái website của em chưa hoàn thành xong. Thêm một số thời gian để xảy ra khoảng ngày sau thì các thì có thể là thêm một câu hỏi gì thêm cho mình xem không phải là nó phải có phần quản trị được thì can phần quản trị thì